gì để có thể diễn tả được cái niềm cảm xúc ở trong mình. Thật sự là rất nhớ chùa luôn. Lúc đấy nó hạnh phúc vô cùng luôn. Lúc đấy chỉ khóc thôi. Con rất là nhớ sư phụ, rất là nhớ Chư Tăng và mong là con sẽ sớm được gặp sư phụ của Chư Tăng ạ. Quay về chùa lần này là rất là háo hức nên không ngủ được. Mọi người 2-3 giờ khuya không ngủ. Thế là sáng thức dậy thì cũng hơi mệt. Nên quá trình con đường đi cũng dài vì bay 2 tiếng. Dậy đường bay cũng dài. Sau khi đường bay lại đi xe thì rất là mệt. Nhưng mà ngay cái giây phút nhìn thấy chùa từ xa đó, những cái mệt nhoài đó không còn nữa, tan biến mất luôn. Lúc đó chỉ có niềm vui, niềm hân hoan, niềm hạnh phúc đang chờ thôi. Được về đến cổng bảo vệ thôi, đi qua thôi là mọi người dường như là một cái nguồn năng lượng tràn đầy luôn. Đầu óc nó sảng khoái, nó tinh tấn sao ấy. Chỉ mong là nhanh chóng qua cổng bảo vệ để lên tới chùa đây. Lần đầu tiên mình được về chùa sau 3 năm bị dịch ấy. Là lúc mình bước chân về đến cái đoàn Chư Tăng ở tượng ấy, là lúc đấy gai ốc của mình sởn lên mà mình lại cảm thấy rất là xúc động. Ôi, mình được về nhà rồi, bao nhiêu năm nay mình mới được trở về nhà. Cảm xúc lúc đấy nó khó tả lắm. Đây là lần đầu tiên ba mẹ con mình về chùa, nhưng mà mình có một cái cảm giác rất là thân quen, thân lắm, không phải rằng là một nơi xa lạ. Kể cả về từ khung cảnh mình thấy rất là gần gũi, và cả con người ở đây nữa, các bạn ở Thiên Văn Văn Hóa rất là nhiệt tình, các Phật tử tại chùa cũng vậy, cũng rất là nhiệt tình, nên là mình không có cảm giác gì xa lạ hay là bị bơ vơ, không có cái cảm giác đấy, rất là thân thuộc. Mình thật sự là rất là cảm xúc không có lời gì để mà diễn tả được cái niềm cảm xúc ở trong mình khi mà nói đến cái cảm xúc lần đầu tiên được về chùa. Phật tử kết xe hoa, Phật tử hát múa ca,
đản sinh của Đức Thế Tôn, mình không biết. Thật sự hôm qua mọi người cứ thám thức mà mọi người, nói chung là ở đạo tràng mọi người tất cả cũng như tất cả các Phật tử chắc cũng như mình thôi, mọi người cũng đều háo hức, cũng đều không ngủ được, rồi là có nhiều cái cảm xúc mà không thể diễn tả được bằng lời, nó thật sự rất hạnh phúc. Lần đầu tiên được tham gia một cái đại lễ rất là hoành tráng và một cái không khí trang nghiêm. Đây là lần đầu tiên em được về tham dự đại lễ Phật đản. Em cũng không biết nói sao nữa. Nó xúc động lắm luôn. Vui nữa. Xúc động không nói nên được cái lời. Hôm qua là mình đau, mình không dậy được luôn. Nhưng trên nhà ơn Phật là hôm nay mình, lúc mà mình đi làm thị giả đó, mình vẫn đi bình thường, vẫn đi cả ngày hôm nay mà chưa bị đau chân. Hôm qua đau không dậy được luôn. Đấy, nhưng mà đấy, sáng nay mọi người vẫn thấy đau nhất, thì đến lúc mà đến chùa cái là tự dưng là khỏi, xong là đi, các chị cũng không tin được luôn. Thật sự là muốn gửi cái hạnh phúc này, hạnh phúc ngày hôm nay mình được nhận được đến tất cả mọi người, mong cho mọi người cũng được hạnh phúc như mình. Hai bạn người Hàn Quốc, người Hàn Quốc đây. Ui, hồi hộp, run và nước mắt ngấn ra mà không biết nói gì, bây giờ vẫn còn đang run, vô cùng hạnh phúc ạ. Lúc đấy là đến cái đoạn cổng đá rồi ấy, thì là được tạt sang hai bên, thì là lúc đấy mình được đứng gần sư phụ, lúc đấy cảm xúc ôi giời, lúc mình hét, mình kiểu như mình nói to giữa bao nhiêu người, bảo ôi lần đầu tiên em được đứng gần sư phụ, cảm xúc đấy rất là vui, mà lúc đấy em đã khóc. Lúc mà mình đã vái tay xuống, mình bảo con xin vái sư phụ, mà lúc ấy cảm xúc lắm, vui ơi là vui luôn, khó diễn tả. Lúc đấy nó hạnh phúc vô cùng luôn, lúc đấy chỉ khóc thôi, thật sự luôn là mình cảm như là rất là như là người đã sinh ra mình một lần nữa ấy. Cảm xúc của chị chỉ cần nhìn thấy sư phụ thôi, là chị đã thấy hạnh phúc vô cùng rồi. Và xin tri ân sư phụ và tri ân cô Yến và tri ân tất cả các đạo tràng đã làm nên được một ngày hôm nay thật là tuyệt vời.